Alo, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của đường phố Sài Gòn. Chúng ta đang chuẩn bị lên cầu Sài Gòn của chúng chị. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022 ha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp. 22 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang từ quận 2 đi qua bên Bình Thạnh của chúng chị. Chúng ta đang đi lên cầu Sài Gòn ha. Như clip ngày hôm qua em cũng đã chia sẻ với cô chú anh chị, liên tiếp có những cái vụ nhảy cầu của chú anh chị nguy hiểm quá. Đầu tiên là một vụ nhảy cầu ở cầu Sài Gòn ha, ngay cái đoạn trước mắt của chú anh chị nè, đoạn này ha. Hôm qua có cái cô kia không biết sao mà cổ dừng xe lại cổ nhảy cầu. Nghe nói cái cô này cũng cỡ 61 tuổi cô chú anh chị, buồn chuyện gia đình hay là bị bệnh hay là cái gì đó bị nhảy cầu ha. Thì nhiều người nói là không có liên quan đến World Cup, không có liên quan đến bóng đá, nên chúng ta cũng xác minh rõ lại để tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân coi cô này nhảy là vì cái gì. Hôm qua là cũng ở trên khu vực này nè, cô đó đã nhảy rồi, đã để lại một cái xe máy rồi, clip ngày hôm qua em có đưa tin á. Rồi tiếp theo của chú chị vào buổi tối ngày hôm qua, khoảng 10 giờ mấy tối ngày hôm qua đó, lúc mà sau khi đội tuyển Anh đá xong với lại đội tuyển Iran á cô chú chị, thì ở bên phía cầu Bình Triệu của chú chị, cầu Bình Triệu 1 cũng xảy ra một cái vụ nhảy lầu nữa cô chú chị. Xin lỗi, nhảy cầu em mới lộn ha, nhảy cầu chứ không phải nhảy lầu. Bây giờ mình sẽ đi một vòng từ cầu Sài Gòn nè, rồi mình qua bên cầu Bình Triệu, qua cầu Bình Lợi. Nói chung là cái vấn đề này nó cũng khá là nguy hiểm trong cái mùa World Cup ha cô chú gì ha. Không biết lý do gì nhưng mà World Cup mới khai mạc được có 1-2 ngày thôi, quá nhiều vụ xảy ra rồi. Đây mình quẹo đây là cái đường để đi, hôm nay mình sẽ đi cái đường Ung Văn Khiêm của chú chị. Đường này được coi là thiên đường của các quán nhậu á, mà sau dịch thì nó cũng bớt các quán nhậu rồi, tình hình kinh tế cũng khó khăn á cô chú chị. Thì bây giờ mình sẽ đi đường này để mình đi tắt ra ngoài khu Thanh Đa, quốc lộ 13, khu bến xe miền Đông á cô chú chị, để mình đi lên cầu Bình Triệu của chú chị. Từ cầu Bình Triệu thì mình sẽ đi qua cầu Bình Lợi của chú chị. Nếu mà đi thẳng là chúng ta sẽ vô khu Vinhome ha, khu Vinhome Central Park. Đây chúng ta đã đi vào đường Ung Văn Khiêm rồi. Đường này trước dịch là nhiều quán nhậu lắm, nhiều quán nhậu với lại có vài cái quán gỡ đầu, có mấy em út thư giãn cô chú chị. Cái khu vực này trước đây cỡ mười mấy 20 năm trước là cũng em út hoạt động cũng khá là sôi nổi ha. Đường này cấm xe hơi nha cô chú chị, đường này cấm xe ô tô, tại vì đường này nó hay bị kẹt xe đó. Nhiều người đi làm mà đổ vô cái đường này, mà đường này nó hơi nhỏ nên nó dễ kẹt xe. Đó, chúng ta đang có mặt ở đường Ung Văn Khiêm. Như vậy là qua nay là mấy vụ nhảy cầu rồi cô chú anh chị. Chúng ta chưa biết nguyên nhân vì đâu ha, nhưng mà kinh tế đang khó khăn nè, rồi World Cup nè, rồi cuối năm nè. Rồi vừa qua thì nhiều công nhân cũng cho nghỉ việc sớm á cô chú anh chị. Trên mạng xã hội xuất hiện những cái hình ảnh công nhân được cho nghỉ việc sớm, rồi bà con đổ về miền Tây rất là nhiều, coi như là ăn Tết sớm luôn á. Mà ăn Tết sớm kiểu này thì đâu có vui đâu, cũng buồn chứ đâu có vui gì đâu. Chúng ta đang trên đường Ung Văn Khiêm, bớt quán nhậu rồi nha cô chú anh chị. Trước dịch là ở đây nhiều quán nhậu lắm, sau dịch thì bớt quán nhậu rồi. Hai bên có nhiều quán nhậu lắm mà bây giờ cũng bớt rồi ha. Ốc nè, có mấy quán ốc nè, đóng cửa luôn, ốc KC.
đóng cửa luôn. Mấy nay bầu trời Sài Gòn nó không có nắng đâu chú chị, nó cứ tối tối vậy đó, nhiều khi quay video clip thì nó cũng không có rõ, nó không có sáng lắm, thì cô chú chị thông cảm giùm em nha. Tại bầu trời Sài Gòn mấy bữa nay là nó không có nắng, nó cứ sương mù mờ mờ vậy đó, 3-4 ngày nay rồi không biết lý do ha, chưa biết lý do. Nó có vài hạt mưa phùn á, vài hạt mưa nhỏ nhỏ à cô chú chị. Đây là đường Ung Văn Khiêm. Ung Văn Khiêm này khá là nhiều quán nhậu ha. Quán lẩu dê, phương dê nè, rồi gà nướng muối ớt nè. Rồi bên phải này có cái quán táo đỏ, nhà hàng hải sản táo đỏ. Khá là bự ha. Ở đây có nhiều quán mà dẹp bớt rồi, giờ không thấy quán nhậu nữa, bớt rồi. Đây coi quán Tư Ốc mà cũng dẹp bớt một bên rồi. Hồi xưa quán này có hai mặt hai quán đối diện nhau mà thấy dẹp hết một quán rồi, tháo bảng rồi, không thấy để bảng nữa. Ở đây quẹo phải chúng ta đi tắt xuống cầu Kinh Thanh Đa của chú chị, quẹo phải đây nè, đi tắt xuống khu vực cầu Kinh Thanh Đa. Trong đó cũng có quán nhậu với lại mấy cái sân đá banh, cỏ nhân tạo. Đường này vẫn tiếp tục cấm xe hơi nha cô chú chị. Cô chị đi để ý không đi xe hơi vô đây nha, bị công an phạt á. Sòi non, mắm ruốc, mận, bia tiết. Ồ, quán này nhớ hôm bữa là cà phê Đà Lạt phố mà nay chuyển qua bia tiết rồi, mà cũng vắng lắm. Giờ kinh tế khó khăn ảm đạm quá cô chú chị, làm ăn khó khăn quá, thấy không có không có tinh thần, không có tiền để đi đi chơi, đi ăn uống nhậu nhẹt ha, hơi buồn. Cà phê Coffee House quá đẹp luôn, chúng ta mới đi ngang cái quán cà phê Coffee House cũng đẹp lắm cô chú chị. Rồi chúng ta ra đây là khu vực để đi Thanh Đa nè cô chị, quẹo phải là chúng ta xuống Thanh Đa ha. Chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn là khu vực quốc lộ 13 để đi bến xe miền Đông đó cô chú anh chị, cầu Bình Triệu nè. Thẳng qua bên kia là ngược chiều nha, thẳng qua đường Nguyễn Xí bên kia là ngược chiều á, là qua đó là bị công an bắt liền. Ở đây có mấy tiệm độ vết ba cũng đẹp. Quốc lộ 13 thì chúng ta lại liên quan đến cái vụ mấy cái xe ha, mấy xe miền Đông cũ, mấy xe miền Đông mới rồi đó, xong rồi cấm xe giường nằm. Chúng ta đang chờ đợi cái thông tin là không biết có cấm xe giường nằm từ ngày 15 tháng 12 hay không. Nếu mà cấm thì cái xe giường nằm sẽ không hoạt động được ở trung tâm Sài Gòn từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đây là khu vực quốc lộ 13 nha cô chú chị, phường 26 quận Bình Thạnh. Qua bên kia là chúng ta sẽ qua thành phố Thủ Đức. Hồi xưa đó là quận Thủ Đức đó cô chú chị, giờ là thành phố Thủ Đức. Bên trái chúng ta là bến xe miền Đông ha. Bây giờ chúng ta sẽ lên cầu Bình Triệu. Cầu Bình Triệu thì có hai cầu, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2. Nó cũng giống như cầu Sài Gòn á cô chú chị, hồi xưa nó có cái cầu nó nhỏ quá, rồi người ta mới xây thêm một cái nữa cho bà con đi lại nó rộng rãi thoải mái. Hai cái cầu hai chiều, chiều đi chiều về. Đó, chúng ta đang có mặt ở chân cầu Bình Triệu rồi cô chú chị. Chúng ta sẽ lên cầu Bình Triệu 1 ha cô chú chị ha. Đây cầu Bình Triệu 1 cô chú chị. Chiều dài 554m ha cô chú chị ha. Cầu này dài khoảng hơn nửa km một chút. 554m. Cái
đường bên phải, cái đường hầm ở dưới là người ta mới xây thêm sau này cô chú chị, để đi thông qua bên kia. Hồi trước là không có cái đường đó. Đây cô chú chị, đây là cầu Bình Triệu nè. Tối hôm qua cũng có một anh nhảy ở đây rồi, không biết sao rồi, nghe nói mà rùng mình luôn á. Bà con dòng họ người quen lại nghe nói là ngồi trên cầu gào khóc ha. Cầu Bình Triệu này thì nó thấp hơn cầu Sài Gòn. Nói chung là vô cái mùa World Cup bóng đá rồi nó nhiều vấn đề. Bên phải chúng ta nó có cái xưởng đóng tàu, thấy đang sửa chữa mấy chiếc phà của chú chị. Đây có mấy người đang ngồi ở đây không biết làm gì đây. Rồi, có hai cô gái ngồi đó, không biết có quen với anh kia nhảy cầu hôm qua không. Từ khi ta buồn ta ra ta ngồi đó chú chị. Giờ sao thấy nhảy cầu đá banh nhiều quá. Đây quốc lộ 13, bên đây là phường Hiệp Bình Chánh nè cô chú chị, thành phố Thủ Đức ha. Nếu mà cô chú chị nào đã từng ở đây hoặc đi ngang khu vực này thì cũng biết cái chỗ này rồi ha. Rồi chúng ta vô một cái bùng binh nè, bùng binh. Quay phải là Phạm Văn Đồng để đi về quận Thủ Đức hồi xưa đó cô chú chị. Giờ nó là đường Phạm Văn Đồng rồi. Giờ chúng ta quẹo trái ha. Hồi xưa ở đây là nổi tiếng là cái đường Kha Vạn Cưng. Sau này người ta làm ra cái đường Phạm Văn Đồng nó rất là bự. Thì cái đường Kha Vạn Cưng nó nhỏ lại rồi, nó không còn là đường chính nữa. À, quán nhậu bên phải, quán nhậu Tứ Quý Chính luôn ha. Quán nhậu Tứ Quý Chính luôn, quá đẹp. Mà thấy đóng cửa, không biết buổi chiều có bán không, chiều bán. Chiều nay là Argentina là đá 5 giờ. Đá banh sớm á cô chú chị. Messi á cô chú chị. Năm nay nhiều người hâm mộ Messi lắm và mong là Argentina sẽ vô địch. Chúng ta đang có mặt ở cầu Bình Lợi của chú chị. Có nhiều người gọi cái cầu này là cái cầu đỏ ha. Tại vì có cái màu đỏ nè cô chú chị trước mặt chúng ta nè. Bên phải là cái cầu đường sắt. Cầu này vừa được làm mới rồi, cái cầu cũ người ta tháo bỏ rồi. Cầu cũ còn được một hai đoạn để làm kỷ niệm thôi. Còn cái cầu mới là người ta mới xây cho nó cao lên. Tại vì khi mà nước thủy triều lên cao á, là mấy cái tàu bè ở dưới người ta không có qua được cái gầm cầu, nó bị vướng. Nên là nhà nước mình mới nâng cái cầu này cao lên để tàu bè nó dễ qua lại cô chú chị. Đây là cầu Bình Lợi ha. Thì trung tâm Sài Gòn có những cái cầu lớn như là cầu Sài Gòn, là cầu Bình Triệu, là cầu Bình Lợi nè. Em nói thiệt chứ ba cái cầu em vừa đọc tên là thấy là nhiều người nhảy nhất luôn á. Đá độ bóng đá thua hay gì là hay nhắc tới cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu. Chán quá. Nói chung là chơi thì vừa vừa thôi, chơi quá mức rồi không có tiền trả rồi lâm vào cảnh bế tắc túng quẫn á cô chú chị. Rồi vô với đường cùng chỉ biết nhảy cầu thôi. Thật ra còn người còn của mà đừng có nhảy cầu. Ví dụ mình chơi vừa phải thôi, thua thì thôi, coi như là giải trí. Xong rồi mình tìm cách mình gỡ gạt lại bằng cách là mình làm ăn hay là mình đi làm gì đó. Chơi mà chơi quá bây giờ nợ tiền nhiều quá, cái ông sợ người ta đòi á, người ta dùng bạo lực hoặc là người ta khủng bố á cô chú chị. Cái thường thường nhảy là do bị sợ bị người ta khủng bố tâm lý và bạo lực rồi đó, là nhảy xuống để cầu xóa nợ. Nhiều khi nhảy nhiều quá cái cầu đó được đặt tên là cầu xóa nợ luôn á cô chú chị. Nhảy xuống cái là hết nợ luôn. Đây là đường Phạm Văn Đồng ở phường 13 quận Bình Thạnh cô chú chị.
chúng ta đi thẳng hoài là chúng ta sẽ ra được sân bay Tân Sơn Nhất ha. Đây là con đường huyết mạch đó, huyết mạch là từ Bình Dương rồi từ Thủ Đức đi sân bay là cứ đường này một đường thẳng duy nhất thôi, chạy thẳng hoài luôn là ra được sân bay của chú chị, sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi bây giờ clip này cũng tương đối dài, em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video clip này. Thông điệp của video clip này có nghĩa là em quay ba cây cầu, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi để chia sẻ cũng như là đưa ra cái lời khuyên cho tất cả chúng ta là không nên chơi cờ bạc quá mức ha. Cá độ bóng đá, nhảy cầu rồi là tội lỗi lắm, tội lỗi cho những cái người thân ở lại nữa. Vợ con, ba mẹ, gia đình của mình là những người sẽ rất là đau khổ. Còn mình ra đi rồi thì mình đâu có cảm giác nữa, mình đâu biết gì đâu. Nhưng mà những người ở lại là sẽ sống với nỗi nhớ nhung ha, đau khổ. Nói chung tiền bạc là vật ngoài thân thôi, thì cố gắng chơi vừa phải, đừng có đưa mình vô cái thế đường cùng. Rồi em xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người thật là nhiều bình an trong cuộc sống. Ai yêu thích bóng đá thể thao thì coi bóng đá vui vẻ ha, coi vui vẻ văn nghệ thôi chứ đừng có cờ bạc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị trong những video clip tiếp theo. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em nha để theo dõi những clip tiếp theo. Bấm like video clip để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Em xin chân trọng kính chào. Hai bên đường Phạm Văn Đồng này có rất là nhiều quán nhậu nha cô chú anh chị. Ồ, Kinh Bia là nguyên cái quán lớn luôn mà không thấy nó mở cửa đâu. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú trong clip tiếp theo. Clip chúng ta sẽ quay về công viên Gia Định và khu vực quận Phú Nhuận. Bye bye.